Từ 5 đến 7 triệu bạn sẽ được chọn Matsuzama hay là tờ Tsunami N100 như này đây. Đấy, đây, cùng điểm qua nhé. Về đầu tiên là mức giá rẻ 5 củ hơn trước. Thì đây sẽ là một chiếc xe đạp Matsuzama màu trắng này, anh em thấy không? Khung Matsuzama này nó là một cái khung nhôm này. Đấy, và cái dáng khung của nó rất là dày. Đấy, anh em thấy không? Rất là đẹp nhá. Và nhìn sang cái khung này anh em ạ. Tờ Tsunami N100 thì chất lượng thì chắc là chuẩn rồi đúng không anh em? Khung nhôm của tờ Tsunami là mãi đỉnh luôn đấy. Rất là đẹp. Đây là màu đen bóng luôn. Tiếp tục về điểm khác nhau nhá, thì bình thường thì ở trên mẫu xe Figure tờ Tsunami này thì sẽ là một cái ghi đông tròn luôn, còn đây là một cái bản dẹt anh em ạ. Nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn một chút, cũng như là vành để ý anh em đây. Đây so sánh hai cái vành này. Đấy, Matsuzama là 5,5 phân nhá và có tem phản quang rất là chất lượng luôn. Còn về cấu hình nhá thì Matsuzama này sẽ trang bị sẵn cho anh em một cái đùi 48T cơ. Anh em nghe không nhầm không? Còn tờ Tsunami này thì chỉ có 44T thôi. Và đây thì tuy nhiên là bù lại sẽ là một cái xích IBN luôn. Và đây là IBN màu vàng nhá. Còn đây là xích hạt đậu quen thuộc của anh em Figure rồi. Với cả đây là có cái tăng giảm chiều cao sẵn cho anh em. Đây là một cái xe đạp size 50 nhá. Anh em khoảng tầm 1m52 là cũng đã đi được rồi. Matsuzama này mình thấy thực sự rất là đỉnh luôn ấy. Mà đợt trước mình review Matsuzama lại không nhớ anh em hỏi lắm, cứ hỏi mấy mẫu quen thuộc kiểu tờ su Gray. Nhưng mà mình thấy Matsuzama này còn ngon hơn Magic rất là nhiều anh em ạ.